Các bạn thấy cây quạt ở phòng của tôi không? Khi nào muốn có gió thì chúng ta chỉ cần vỗ tay 2 tiếng, quạt sẽ quay. Các bạn thấy là cái gió do cái quạt tạo ra, nó không ảnh hưởng gì đến cái bộ này. Quạt sẽ tắt. Xin chào các bạn. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo cái mạch điện nhỏ nhỏ xinh xinh này, bổ sung thêm một món trong ngôi nhà thông minh của các bạn. Đây là bộ điều khiển thiết bị sử dụng âm thanh của tiếng vỗ tay. Khi muốn bật thiết bị thì mình sẽ vỗ tay 2 tiếng, đèn sẽ bật. Muốn tắt thì mình vỗ tay 2 tiếng tiếp theo. Chính vì đây là cảm biến âm thanh, do đó khi có tiếng động rơi hoặc là 2 tiếng động rời rạc thì nó sẽ không có tác động. Ở đây tôi lập trình là 2 tiếng liên tiếp thì nó mới có tác động. Các bạn tải phần tài liệu hướng dẫn ở bên dưới phần mô tả của video. Chúc các bạn thành công. Các bạn sẽ đặt hàng tại trang web pcbway.com. Đầu tiên mình sẽ đăng nhập vào. Thì lập cái tài khoản ở trên đây nó cũng nhanh thôi. Rồi, ở đây là những cái bước mà chúng ta đặt hàng. Chúng ta sẽ nhấn vào đây là bước đầu tiên để đặt mạch in. Đầu tiên mình sẽ nhập chiều dài 80, chiều rộng là 50mm, số lượng là 10 bo. Và những cái thông số màu xanh này là mặc định. Các bạn nào muốn thay đổi thì thay đổi. Sau đó chúng ta nhấn vào Z. Cuối cùng là nhấn vào Calculate. Nó sẽ tính ra cho mình mạch in là 5 đô, chi phí ship về là 23 đô. Sau đó mình sẽ thêm vào giỏ hàng. Thì mình sẽ nhấn vào đây để ép cái file Gerber vào. File này là file .zip. Trong cái phần tải về mà tôi cho các bạn á, có cái file clubwick.zip á. Đó, chúng ta sẽ ép cái file đó vào. Sau đó nhấn vào đây để upload cái file đó lên. Và mình sẽ đợi trong giây lát để cho họ kiểm tra. Sau đó mình mới check out được, mình mới kiểm tra được. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ sang cái thẻ delivery address. Các bạn nhập cái địa chỉ vào đây. Đây là cái địa chỉ mà họ gửi về cho mình. Thì trong cái phần này mình chỉ lưu ý một cái, đó là cái mã bưu điện postcode. Cái này các bạn ra bưu điện nơi mình sống, hỏi người ta cái mã bưu điện thì người ta sẽ cho các bạn cái mã. Như của tôi là 72.000, cái này là ở phường Bình Thọ. Thì đây là cái mã là 72.000. Sau đó chúng ta nhập địa chỉ vào đây, rồi ấn vào đây cập nhật cái. Rồi chúng ta đã cập nhật thành công cái địa chỉ. Sau đó mình sẽ trở lại cái list đặt hàng. Rồi bên đây là họ đã xác nhận vượt qua. Bây giờ chúng ta check out. Ấn vào đây để kiểm tra. Đã có địa chỉ gửi về. Rồi đã có cái hãng chuyển phát nhanh về. Rồi họ tính tổng ra cho mình là 30 đô. Bây giờ nhấn vào đây để xác nhận. Chờ đợi khoảng độ 3 hôm thì công ty nó gửi mạch in về cho chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ cắt ra cho các bạn xem bên trong có những gì nào. Đây là mạch in của chúng ta, khoảng độ 10 cái. Đầu tiên các bạn sẽ gắn vào Domino 2. Tụ điện 104 630V. Nguồn sung mini hạ 220V xuống 5V. Đế 8 chân. Opto GX MOC 3020. Các bạn gắn chiều như vậy. Điện trở 330Ω 1W. GX BTA 16. Các bạn uốn cong
và gắn lắp vào đây. Như vậy nó sẽ gọn hơn. 4 con tụ gốm 104. Chờ cúc áo 504. Transistor C1815. Một con led xanh, chân dài hướng lên phía trên. Một con led đỏ, chân dài hướng ra phía ngoài. Điện trở 100 ohm. Điện trở 1 ký 2. Điện trở 220 ký. Điện trở 470 ohm. Đây là micro điện dung. Đặt mặt dưới các bạn chú ý này. Chân nào được nối với vỏ thì mặc định chân đó là âm. Micro mình sẽ gắn vào đây. Đúng chiều âm dương. Tụ điện 100 microfarad 16V. Chiều dương gắn hướng lên phía trên. IC3 số 5 mình sẽ gắn vào đây. Chiều khuyết hướng lên phía trên. Còn là một vị trí là gắn con IC lập trình 12F629. Tôi sẽ sử dụng mạch nạp sân để nạp chương trình cho con IC này. Cái bớt sóng thì chúng ta sẽ cắm ở vị trí này. Đây là vị trí nạp cho con IC 8 chân. IC 8 chân thì chiều khuyết chúng ta sẽ để hướng lên phía trên. Còn đầu này chúng ta sẽ kết nối với máy tính. Các bạn vào trong file, chọn import head. Trong phần tải về tôi có cho cái file vỗ tay .head. Nhấn drive để nạp vào. Như vậy là nạp hoàn tất. Sau khi nạp xong chương trình, tôi sẽ gắn chip xử lý vào đây. Bây giờ là chúng ta có thể cắm điện thử nghiệm được rồi. Điện vào mạch này là đầu bên đây. Ở đầu cuối này sẽ là điện ra thiết bị. Như vậy là nó chưa nhạy. Chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng cái độ nhạy lên. Khi này ngõ ra đã có điện. Bây giờ tôi sẽ gắn thử cái bóng đèn vào ngõ ra kia. Muốn tắt đèn, một âm thanh sẽ không tác động. Hoặc là ba âm thanh cũng sẽ không tác động. 2 tiếng. Như này cũng đã được rồi. Nhưng mà để cho nó chuyên nghiệp hơn thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó vào trong hộp mica cho nó an toàn và đẹp hơn. Tôi mới đi cắt mica ở tiệm về. Cái file thiết kế này tôi có để trong phần tải về. Các bạn tải về và mang ra tiệm họ sẽ gia công ra cho. Các bạn sẽ dùng keo dán mica để dán cái hộp lại. Và đây là hộp đã được dán hoàn tất. Các bạn thấy là cái keo dán nó sẽ không tạo ra khói, nó dính rất là chắc. Ở trên đây tôi thiết kế sẵn là có những cái lỗ để mà chúng ta luồn tua vít qua để chúng ta vặn ốc. Đây là lỗ để chúng ta chỉnh tăng giảm độ nhạy, đường dây điện vào và đường dây điện ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, sinh viên có được một nghề nghiệp vững vàng, bản lĩnh, tự tin hòa nhập cuộc sống xã hội.
Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, số 90, đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Website tuyển sinh.đồngan.edu.vn. Điện thoại 06503 774 650.